Ngày mùng 7 tháng 4, một người dân xã Thừa Đức huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đến công an xã Thừa Đức trình báo về việc nhặt được một bao đen giạt vào bờ biển khu vực cống bể nhỏ ấp Thừa Tiên. Theo trình báo của người dân, việc phát hiện và nhặt bao đen xảy ra vào lúc 11 giờ 30 ngày mùng 6 tháng 4. Qua kiểm tra bên trong bao đen, có 23 gói hình chữ nhật được đóng thành bánh kích thước khoảng 12 x 22 x 2 cm. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Bình Đại phối hợp bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Bến Tre cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu giữ 23 gói ni lông. Quả test ma túy nhanh bằng máy phổ quang cho kết quả, chất trong các gói ni lông là ma túy dạng cocaine, có tổng trọng lượng 26,96 kg. Công an tỉnh Bến Tre đề nghị người dân nếu phát hiện các gói đồ vật nghi là ma túy phải kịp thời báo cáo cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nơi gần nhất, chủ động giao nộp, cung cấp thông tin có liên quan. Người dân tuyệt đối không được cất giấu hoặc sử dụng bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự